Tỷ ơi, người ta nói phận gái thì 12 bên nước, chứ còn thằng trai như con thì vô bên vô. Cứ mang hoàng dương chưa một ngày con đền tạ nghĩa anh, mai một ngày con đem thân đi làm trễ là cả cuộc đời con cháu tròn cho người ta. Bỏ tiếng cô đơn trong lúc tội già, những khi tiếng buồn ai mua mồi cho tía nhậu. Cũng vui rồi, từ trước tới nay người ta thường nói nhất nam giết hổ còn thật nữ giết vô. Mà cái nhà này tí chỉ có mình con là trai, và lại con là bạn nhậu của tía, buộc lòng chỉ cưng con số một. Mai một ngày con đem thân đi làm gì, có được cưng chiều hay được có nắng mong. Nói thì nói vậy chứ tê thay con nên việc thất gia, mà lòng tía cũng mừng vui đôi chút. Nhưng hệ nghề tới chuyện làm rể thì tía vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Cực khổ trăm bề nghèo khó lắm con ơi, nếu con nhậu nhiều mà mẹ vợ có rề lá, con hay gì thương vợ mà nghe lời mẹ vợ. Đi đứng đàng hoàng nói năng cho lịch sự, kẻo chị xuôi coi tía hồng da gì. Trời sống im điềm bên tia, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân quen. Về sống bên kẻ lạ người ta,
phần lo sợ phần thương nhớ. Cực khổ gian lao tới đâu con cũng chịu, nhưng biết làm sao ai rối trong đời. Thì ơi tiếng ai nhậu bên sông em sầm cho con khó ngủ, âm thanh buồn con thèm rủ quá. Tía ơi đừng cưới vợ con xa, chiều chiều con thèm nhau biết tìm tía đâu.